Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GB khám phá Nhật Bản nha. Thì các bạn ơi, cũng lâu lắm rồi mình không có làm một cái màn chôn. Thì hôm nay mình quyết định mình sẽ làm một cái màn chôn, đó là mình sẽ giả vờ là đi nhậu với bạn bè về, xong rồi nay hơi say say xỉn xỉn rồi lại ôm ấp Megumi đòi đẻ thêm đứa em bé nữa, coi coi phản ứng của Megumi như thế nào nha mọi người. Nó coi coi khi chồng mà tự nhiên cái đòi sinh thêm em bé này, đẻ hai đứa rồi đòi thêm đứa thứ ba, nó coi phản ứng của mình như thế nào nha. Ok các bạn, trên bàn mình bây giờ đang có một cái lon bia đây và đây là một cái ly đá của mình. Đó, thì để cho cái màn chôn này nó trở thêm nên là gọi là lôi cuốn nữa thì mình sẽ rót cái lon bia ra mình uống để cho cái mặt mình nó đỏ đỏ các bạn. Mình thì không biết sao cái máu mình nó giống như có máu chó ấy lục, có máu chiến thì sao á. Mà mình uống bia vô cái là mặt mình nó đỏ lên liền à. Cho nên là mình phải nó thực tế một tí mọi người. Bây giờ mình đi làm rồi. Đây. Ồ. Oh. Xin mời mọi người nha, được một lon bia đây. Wow. Oh, thơm quá mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ làm hết cái lon bia này để mình làm mặt đỏ đỏ lên cho chôm lên của mình nhanh nè. Đây, xin mời mọi người đây. Và ly bia đây. Xin mời nha. À. Quá đã. Bia ở Nhật các bạn uống nó cũng dễ uống. Mình có mấy lần mình cho mấy người Nhật có bia 333 của Việt Nam mình á, họ uống họ nói dễ uống hơn bia ở Nhật. Tại vì nó nói là bên mình là kiểu như là trời nóng quá mà người ta làm bia nó dễ uống hơn á, còn bên Nhật thì tỉnh thoảng trời lạnh nên bia nó hơi gắt một tí. Việt Nam thì dễ uống hơn. Đó, cho nên bạn nào mà muốn mà qua cho người Nhật thì mua mấy cái lon 333 cho người Nhật, người ta khoái lắm. Mời mọi người nha. Quá đã mọi người ơi, trời đang lạnh lạnh ở ngoài nữa, trong nhà làm lon bia nữa, quá đã. Tiếp theo mời mọi người nha. À, hôm nay quên lấy mồi mọi người. Thôi kệ, uống đi để cho cái mặt mình nó đỏ lên đã, để cho người nóng nóng lên là chôn cho nó hấp dẫn nha anh em. Ok, xin mời anh em nha. À, không có gì sướng uống bia. Mình thì uống bia dở mọi người, mình chỉ uống cái rượu mà lại rượu ngọt ngọt, mà loại bia mà bia trái cây của Nhật á thì dễ uống hơn. Còn bia thì mình ít uống lắm. Thường thường ở Nhật á, mà đi ra mấy quán nhậu á, là đi với mọi người bạn bè với nhau á, là thường người ta sẽ kêu một cái ly bia rồi ra đầu trước, đầu tiên nhất là uống cái ly bia trước, cầm bia lên cùng ly với nhau uống, xong rồi sau đó là tới từng lượt từng người á thích uống cái gì gọi ra, cocktail hay là rượu trái cây hay là rượu whisky hay gì đó, thích uống gì gọi ra vậy đó, không có ép một cái hết. Nhưng mà cái đầu tiên lúc nào cũng là Nama Beer, là bia tươi trước, một ly bia tươi giống như này nè đó. Mời mọi người nha. Ok, bây giờ mặt mình nó đợi mặt mình nó đỏ đỏ lên tí nữa, có hai bia rồi đó, mình sẽ đi chôn nha anh em. Ok, let's go. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ngồi đây mình đợi mấy cái bia về nha mọi người. Đó, mình uống nãy giờ cũng đây rồi nè, gần hết rồi nè, mặt mình nó cũng chưa bị đỏ 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 lên nữa anh em. Mời nha, bây giờ mình nằm đây mình đợi mấy cái về về nha mọi người. Ok, bây giờ mình nằm đợi một mấy cái về nha mọi người. Ok. A few moments later. Tada ima. Re? Papa tada ima. Tada ima. Papa. Biru nonda no? Doshita?買ってきたの？買ってきたよ。あ、じゃあ、かわいい。大丈夫？うん。友達で飲んだ。へえ。足りなくて、家帰ってもう一本飲んだよ。楽しかった。よかったね。かけない。こっち置いてさ、テレビつけて。見せてあげて。オッケー。うん。うん、テレビつけてよな。うん。
いっぱい飲んじゃったわ。いいな。もう酔っ払っちゃったんだよ。二人飲んだね。おいで。おいで。ずっと会いたかったね。そうなの？うん。何ハハハハって。珍しいね。気をして。何？酔っ払いすぎ。酔っ払いすぎ。うん？子供を作ろう。萌え取り欲しい。マジ？うん。お願い。うん。いやいやいや。なんで？まだお風呂入ってないし。いいよ。いやいいよ。いいよ。うん？はいはいはい。いいまだまだ後でね。だってまだ起きてるしみんな。イリも風も起きてるし。これも作りたい。どう思う人に作ってマジ？うん。マジ？うん。なんかしようよ。無駄無駄。マジで夜すぎ。うん。酔っ払いすぎ。おいで。ほら、文句言ってる。おいで。しよう。お風呂入ったらね。お風呂？うん。うんうん。今すぐ作りたい。いやいやいや。もうずっと会いたかったね。やばいな。ずっと会いたい。ずっと会いたい。転ぶんだけど。うん。転ばない。やめろよ。ピッピッピッやだ。ダメ？衣を作っちゃう。いやー だってね、起きてるし。いいわ、衣をほっとダメだよ。ダメダメダメダメ、待って。ダメ？落ち着いて。なんで？寝てからにしよう、お風呂入ってないし。全部終わってから。もう。やばいね、何杯飲んだ？5?6? わぁかな。まだね。うさいうさい。あとで。あとで。あとで。今あとでね。まだやることいっぱいあるじゃん。子供作りたいよ。子供作りたいよ。もういたらね、可愛いけどね。もう一人。大変。わかるけど、可愛いよね。まあ可愛いんだけどね。衣を作るたかたんじゃん。世話とか。全然できる。本当かな。全然痛くない。痛いわ、バカ。めっちゃ痛いわ。俺は全然痛くない。お前はな。俺全然痛くない。痛くないけど。大変だよ。眠い。うん。お風呂入ってから寝な。いやいやいや。チューチューチューチューチュー。危ない危ない。うん。しようよ。やばいね。ちょっと水飲む？うん。子供作ろう。危ない。水飲む？うん。飲む？うん。ちょっと待って。どうぞ。Am I student VN? やばいんだけど。Vì lời giả từ lúc ta 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 ta. 子供作ろうよ。やばいね、めっちゃ酔ってんね。はい。お酒じゃないじゃん。水。ちょっと一回飲みな。吐きそう。大丈夫？うん。大丈夫？うん。本当に？うん。本当？やばい、赤くなってきたね。赤い？赤いよ、耳とかも赤いし。ああ、したいよ。
したいよ。後で、うん、今後で今みんな起きてるからみんな寝てから臭い臭いなんで今ダメなの起きてるじゃん。いいよ、子供わかんないじゃん。わかるよ。じゃあ何やったらできるの？任せるとか、あと家のこと。家何？家のこと。洗濯物干すとか。じゃあ早く干してきて。じゃあ干してくるね。早く。うん。大丈夫？うん。じゃあね。うん。Am I so damn crazy? 来来来来来来！我来了。啊。嗨，再见。拜拜。哈哈哈哈哈哈！anh em ơi, Megumi đi lên phơi quần áo rồi anh em. Ôi mặt mình nó đỏ luôn nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha anh em. Để mình sẽ tiếp tục mình có thêm một cái màn chôn độc đáo hơn nữa anh em. Ok, let's go. Đây các bạn ơi. Các bạn biết đây là cái gì không? Đây là sữa bắp nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái sữa mình pha ra, xong rồi mình giả bộ mình ói ra nhà. Mình sẽ ói ra nhà để coi Megumi như thế nào mọi người. Bây giờ mình sẽ đây, đây mình mở sẵn ra nè. Mình sẽ lấy ra khoảng một gói này đi. Đây, bây giờ mình sẽ chế biến nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái này ra nha. Cắt cái bột bắp ra nè mọi người. Đây, cho vô cái chén. Rồi các bạn thấy cái chén đây. Cho bột bắp vô. Bây giờ mình sẽ cho nước sôi vô nha. Cho tí nước sôi vô. Đây. Đó, quậy đều lên. Hơi lỏng ha. Đó, xíu nữa mình ói cái này ra nhà anh em. Để coi mình cứ phản ứng như thế nào nha. Cho thêm một gói nữa nha mọi người. Cái này hơi lỏng rồi. Đợi tí để mình lấy thêm gói nữa. Cái mùi thơm quá mọi người ơi. Cái mùi bắp nó thơm lắm. Nói chung là mình cũng xỉn luôn á anh em. Uống lon bia giờ người nó cũng quay quay luôn rồi đó. Tủ lượng hơi yếu mọi người. Cho thêm một gói bột bắp vô nữa. Này mình phải chôn nó phải cho Megumi sợ luôn mới được. Đó. Nhão nhão rồi nè. Anh em thấy chưa? Yeah. Ok bây giờ mình sẽ làm như mình ói này ra cho mọi người. Ói ra toàn là cái gì vàng khè luôn nè. Lầy thì chứ. Ok, let's go anh em ơi. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ói ra đây nha các bạn. Ói ra sàn nhà, ói ra chỗ này luôn nha. Đây, cái chén bột bắp của mình đây nè. Lầy thì chứ. Ủa, bây giờ các bạn nên bấm dừng video lại. Like cho mình một cái đi. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cho mình nha. Đó, mình đã chôn thích mình cho anh em coi luôn rồi đó. Để coi hôm nay kết quả thế nào nha mọi người. Đây, bột bắp mình mới pha ra nè anh em. Bây giờ mình sẽ đổ ra sàn nhà luôn nha. Megumi mà biết cái chửi chết luôn á. Thôi, không có nhiều nói chơi luôn anh em. Đây nha. Đây. Anh em thấy không, mình đổ ra nhà luôn rồi nè. Ok anh em ơi, đó mình đã hết mình với anh em rồi đó. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nằm đây mình ói ở đây nha anh em. Đó, cô vợ Nhật có anh chồng báo quá các bạn. Báo quá báo. Ok bây giờ không nói nhiều nữa, mình nằm ở đây mình sẽ giả bộ mình ói đây nha anh em. Đây, nằm đây được anh em. Đó. Ok 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 nha. Baby. めえ大丈夫？食べちゃったの？うん。大丈夫？飲みすぎだよ。ソファ行こう。大丈夫？行ける？うん。あ、抱っこ抱っこ。はい。猫。大丈夫本当に。急。待って。行く。服から。ちょっと待ってて。大丈夫？ちょっと待ってね。すぐ服ね。飲みすぎだよ。ごめんね。ごめんね。いいよいいよ。服の？服よ。服したいよ。しょうがないよ。ありがとうね。うん。
頭痛い。大丈夫？薬飲む？大丈夫。本当に？うん。ちょっと待ってね。拭いたらすぐ。行くから。気をしたいな。ちょっと待って。うん。よいしょ。あとから飲む？痛い。痛い。もう本当に酔っ払っちゃったんで。ごめんね。元気だよ。ごめんね。元気？うん。ちょっと頑張れ。じゃあ横に。元気？寒い。寒いの？寒い。いや。いや。頭痛い。うん。うん。したい。脱いで。脱いで。ちょっと飲みな。あったかいの。子供を作ろう。子供を作ろう。だから飲んで飲んで。飲んでから作る。大丈夫本当に。入っちゃったじゃん。ああ。最高、ありがとう。うん。うん、ありがとう。元気？うん。大丈夫、大丈夫、大丈夫。薬飲む？うん。ありがとう。うん。しまってきな。持ってて。うん。大丈夫？ねえ大丈夫本当？Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Chị mày nghe nhắn tiếp mà. Nhắn tiếp nó. Nhắn tiếp nó. Nhắn tiếp nó. Ê, ê, ここ nè. ここでいいの? Ừ. 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 Ừ.子供作ろう。入っちゃったじゃん。うん。大丈夫？うん。飲まないでよ。うん。お風呂入れない。洗ってあげる。いいの？うん。ごめんね。いいよ。寒い。うん。寝たいね。うん。それなんか。大丈夫。本当？うん。したい。寝てらんないじゃん。なんか全部体が痛いな。寒いね。じっとしてよ。うん。じっとしてた方がいいよ。ありがとう。うん。今日多分お風呂入れない。じゃあ行こう。うん。拭いてあげようか。いいの？うん。ちょっと待ってて。
Ai trong đời chẳng uống rượu, không uống rượu thì uống chi? Rượu từ lúa nấu ra. Mẹ. Đã chưa bữa.呼ばない。君さ大丈夫。拭いてあげるからだ。え？体拭いてあげる。はい。脱ぐの？なんで？寒いよ。寒いの。でも拭いた方がいいんじゃない？なんで拭くの？体拭いてあげようかなって。いいけど。カメラドッキリドッキリ痛いドッキリだねえ、ほんとに何さっきのじゃん。え、そう、コーンスープ痛い。ほんとにありえないんですけど。ドッキリだこんな暇じゃないけど、ほんとに痛い。ありえない、ほんとにありえない。こっち心配したのに、すごい無理。もう。ほら、カメラ。痛い。ね、本当にそれはもう言って。ちょっとドキだけだもん。うん、もう言って。お願い。無理。寒いもん。早く。外寒い。ごめん。早く行け。本当？うん。Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi phút này nha. Các bạn thấy video thú vị thì cho gia đình mình xin nút like, đăng ký và chia sẻ video giúp gia đình mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video lần sau nha. Bye bye. Đi cuối rồi.